Xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Hàn Phát Computer. Nếu như các bạn đang sử dụng những bộ cây PC thông thường thì các bạn có thể thấy các bạn không thể nào cơ động được trong cái việc khi mà chúng ta có thể mang vác nó đi khắp mọi nơi để chúng ta có thể làm việc cũng như là chúng ta có thể giải trí được. Ngay đằng sau mình đây là một trong những góc máy mà bọn mình mới set up. Nó sẽ được sử dụng một chiếc, đó chính là NUC HD đến từ Intel. Và nó có thể giải quyết được tất cả những cái vấn đề, đó chính là các bạn có thể mang vác đi khắp mọi nơi để chúng ta có thể làm việc cũng như giải trí được. Và để xem chiếc NUC HD này có điểm gì đáng chú ý cũng như là nó có những tính năng gì có thể giải quyết được cái vấn đề, đó chính là mang vác đi khắp mọi nơi để làm việc giải trí được, hãy cùng mình bắt đầu khám phá sản phẩm này ngay bây giờ. Với việc được thiết kế nhỏ gọn thì chiếc Intel NUC HD nó hoàn toàn có thể thay thế cho PC hay kể cả laptop. Với cái tính di động cao cũng như tiện lợi, các bạn hoàn toàn có thể mang vác đi khắp nơi có màn hình để chúng ta có thể làm việc mà nó cũng không gây quá nhiều diện tích cũng như là về phần dây kết nối. Mình tin chắc chắn rằng thì nhiều bạn sẽ nói đó chính là tại sao các bạn không mua laptop vì nó có màn hình sẵn để phục vụ tiện lợi hơn. Và dĩ nhiên thì mình hoàn toàn công nhận với các bạn điều này. Tuy nhiên thì khi mà chúng ta làm việc trên màn hình laptop thì cái diện tích của nó chỉ bé khoảng từ 15 inch cho tới 16 inch là nó rộng lắm rồi. Còn ở trên màn hình máy tính bình thường thì nó có một cái diện tích lớn hơn, nhỏ nhất theo mình nhớ không nhầm là khoảng 19 inch, và cái màn hình cái kích thước màn hình phổ thông thì nó là khoảng từ 21 cho tới 32 inch. Và các bạn sẽ thấy được cái sự tiện lợi nhất đó chính là khi mà các bạn chia đôi những chiếc màn hình đó thì những cái thông tin cũng như những hình ảnh ở trên những chiếc màn hình rời thì nó sẽ to và rõ hơn, còn ở trên chiếc màn hình laptop thì nó sẽ nhỏ hơn. Về phần thiết kế thì đầu tiên thì mình sẽ nói về kích thước thì nó cũng không có quá nhiều điểm khác biệt so với những dòng NUC khác, vẫn là một cái thiết kế khá là nhỏ gọn. Tuy nhiên thì nó có hai điểm làm mình cực kỳ ấn tượng. Đầu tiên đó chính là nó có một cái phần hệ thống tản nhiệt cực kỳ lớn được bố trí xung quanh bốn cạnh của thân máy, và mình tin chắc chắn rằng thì nó sẽ đem đến cho chúng ta một cái hiệu năng tản nhiệt cực kỳ tốt. Thứ hai đó chính là nó sẽ có rất là nhiều những cổng kết nối, phải nói là nó nhiều kinh khủng. Từ phần mặt trước cho tới phần mặt sau, nếu như tính cả hai mặt này thì nó có tầm tới từ 19 cho tới 20 cổng kết nối. Và một điểm làm mình cực kỳ ấn tượng đó chính là nó sẽ được trang bị cổng, đó chính là Thunderbolt 3. Một điều mà nó hoàn toàn có thể thuyết phục được cho những bạn đang suy nghĩ đó chính là mua laptop thì nó sẽ tiện lợi hơn. Bởi rằng cái cổng Thunderbolt 3 này nó sẽ cho một cái tốc độ truyền tải dữ liệu nhanh hơn rất nhiều so với cổng USB 3.0. Và nó hoàn toàn thể liên kết so với những chiếc GPU rời. Và nó sẽ mang đến cho các bạn một cái hiệu năng cực kỳ ấn tượng khi mà chúng ta gắn những chiếc GPU rời đó qua cái cổng Thunderbolt này, mà trên những chiếc laptop tầm cỡ 20 triệu thì sẽ không có cổng này. Về phần cấu hình thì đây là một trong những sự kết hợp giữa hai đối thủ không đội trời chung, đó chính là Intel cũng như là AMD. Về CPU thì nó sẽ được sử dụng con chip Intel Core i7-8809G, còn VGA thì nó đang sử dụng đó chính là chiếc Radeon RX Vega M. Nếu như các bạn chưa biết về cái sức mạnh của con VGA này thì một trong những câu trả lời thật to và rõ ràng đó chính là nó sẽ mạnh bằng con GTX 1060 3GB. Về phần test hiệu năng ở trên chiếc mini PC này thì trong video ngày hôm nay mình sẽ không quay chi tiết từng tựa game nữa, bởi vì đã có rất nhiều kênh khác làm rồi. Và các bạn hoàn toàn có thể lên YouTube search thử và xem. Mà mình sẽ cho hiện tất cả những thông tin như là FPS hay là setting của từng game sẽ hiện lên cái bảng sau đây. Và nếu như các bạn đang băn khoăn về cái phần nhiệt độ thì mình sẽ cùng anh em trải nghiệm một cái tựa game đang rất hot ở thời điểm hiện tại, đó chính là tựa game Apex Legends, để xem thì cái nhiệt độ cũng như cái số FPS của nó đạt được là bao nhiêu. Trong quá trình khi mà mình chơi tựa game đó chính là Apex Legends thì như các bạn có thể thấy trên màn hình, sau khi mà mình thiết lập đó chính là max setting ở độ phân giải 2K, cái số FPS của nó luôn đạt được trên đó chính là 120 FPS. Và cái nhiệt độ của CPU trong quá trình mình chơi thì nó cũng rất là mát, nó rơi vào khoảng từ 51 cho tới 54 độ C. Qua đây thì có thể thấy thì Intel đã làm rất tốt trong cái việc đó chính là giải quyết nhiệt lượng ở trên một cái chiếc mini PC nó có một cái thiết kế nhỏ gọn như thế này. Mặc dù mang trong mình một cái cấu hình cũng cực kỳ là ấn tượng, và cái thiết kế tổng thể của chiếc mini PC này nó lại nhỏ hơn rất nhiều so với những bộ PC thông thường. Vậy nên thì các bạn có thể thấy thì Intel đã làm rất tốt trong cái khâu tản nhiệt, và các bạn hoàn toàn có thể yên tâm khi mà chúng ta mua về để sử dụng mà không lo nó bị quá nóng. Qua video ngày hôm nay thì chúng ta có thể thấy với một chiếc mini PC có kích thước rất là nhỏ gọn như thế này mà nó vẫn đáp ứng đủ cho anh em về cái mặt hiệu năng trong quá trình chúng ta làm việc hay kể cả là chúng ta giải trí. Và đặc biệt cái điểm đáng chú ý nhất đó chính là cái tính di động của nó cũng cực kỳ là cao, các bạn có thể mang vác đi khắp mọi nơi. Và hiện tại thì những chiếc NUC HD này vẫn đang được bán tại Hàn Phát Computer. Nếu như các bạn quan tâm thì có thể truy cập vào đường link mình sẽ để phần mô tả bên dưới video này. Còn video của bọn mình đến đây là kết thúc. Các bạn xem video cảm thấy hữu ích đừng quên ấn like,
share video này và nhớ ấn vào nút đăng ký để tiện theo dõi các video mới nhất của chúng mình trên kênh YouTube. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video kế tiếp.